VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Tuần trước, một đêm thi đáng nhớ đến từ các nghệ sĩ của bảng A. Hồi nãy hát như là một quán quân của chương trình ấy. Chàng lúa khá lắm. I got you. Cảm ơn các bạn đã đến với The Masked Singer Việt Nam và trở nên thật hay ho như vậy. Và màn lộ diện của công chúa Kim Sang-hi khiến tất cả không thể rời mắt. Trời ơi, chị cũng điên lên, chị không thể tin được. Trời ơi. Oh, phải là Lương Bích Thủ Trang. Bó tay. Tôi thề là tôi nể bạn quá luôn. Chị Hữu là một phần thanh xuân của tụi em. I love you so much. Đêm nay bảng B đang rất sẵn sàng tái xuất và chiêu đãi chúng ta một bữa tiệc âm nhạc thật ấn tượng. Giọng ca da diết, máu mắt biết. Ông trùm vui nhộn Thu Thần, bà hoàng ứng xử O Sen và người mang tâm sự Buffalo. Thu vô dòng sau là có bài mới của Trần Khoa tặng Thu luôn. Chương trình giàu quá. Ủa, chương trình The Masked Singer tụi em đâu có gì ngoài điều kiện. Vậy lên lương anh được không? Chúng ta cùng nhau đến với lại. Lúc mà O Sen á hát lên cao á, âm sắc rất là tương đồng với chị Cẩm Ly luôn. Chị Cẩm Ly không có hát cao tới mức độ vậy. Ý anh Trấn Thành nói là giọng em the thé khó nghe. Sao anh chửi gì thân thúy vậy anh? Đó là công chúa Elsa hát bài Let It Go. Báo ơi, báo đừng có lo tuyệt chủng. Sắp tuyệt chủng lại nằm bên này à. Bất ngờ nào sẽ diễn ra? Trời, hãy chuẩn bị tinh thần để đến với đêm tình yêu. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam được thực hiện bởi Vion và VChannel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, VChannel và V Giải Trí. Quý vị hãy lập tức tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem sớm nhất The Masked Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Quý vị có thể phiêu theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng của chúng tôi, đối tác truyền thông chính thức, để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Sở hữu ngay thẻ VIP Online Plus hoàn đến 6% mua sắm trực tuyến. Trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi bung cùng nhạc chất. Và thưa quý vị, cứ mỗi tối thứ bảy chúng ta lại cùng nhau tranh luận để tìm ra một đáp án duy nhất, đó chính là ai là người thực sự đứng đằng sau chiếc mặt nạ đó. Trước tiên chúng ta cùng nhau chào đón hội đồng cố vấn, xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là MC diễn viên Trấn Thành. Ca sĩ Tóc Tiên. Rapper Wowy. Nhạc sĩ ca sĩ Châu Đăng Khoa. Chào mừng Châu Đăng Khoa đến với The Masked Singer Việt Nam.
nãy giờ em không nói á, anh tưởng anh đàm không á. Dạ, hình tượng em đang hướng tới là một người nhạc sĩ có nhiều tiền giống anh Đàm. Wow, thực tế, thực tế. Bắp o bế liền. O bế chứ thưa quý vị, em phải lăn xê chứ. Là một người nhạc sĩ thưa quý vị, từng cộng tác với 1 triệu nghệ sĩ trong và ngoài nước. Wow. Tai nghe gần 1 triệu bài hát. Cái lỗ tai của anh ấy được mệnh danh là lỗ tai kim cương của làng nhạc Việt. Wow. Chỉ cần thở thì biết ai rồi. Nhạc sĩ nghe giới thiệu mà ê răng luôn. Ủa? Sao vậy? Hít không. Ờ, vậy à? Ê răng luôn. Em giới thiệu này mới hú hồn nè. Ờ. Bài nhạc chủ đề của chúng ta do ảnh viết luôn. Chương trình The Masked Singer là đầu tư toàn bộ. Ảnh nói là bài hát này viết free. Tặng chơi. Dạ, em làm vì đam mê thôi. Bộ khoa, bữa nào tặng chơi. Hoa ơi, anh lăng xem vậy rồi đó. Bây giờ là mình tự tin mình giới thiệu khả năng thẩm âm của mình bao nhiêu phần trăm, đón được mấy người. Thực ra thì đến năm nay là năm thứ 10 mà Khoa làm cái nghề này rồi. Và Khoa đã thu âm cho phải nói là đến 80-90% các nghệ sĩ của Việt Nam rồi. Chứ là mấy cô chú có không? Dạ không, mấy cô chú thì hên xui. Đó, hên xui trẻ. Yeah. Nên là ngày hôm nay thì Khoa rất là tự tin khi mà đứng ở đây. Trừ những người mà Khoa không biết ra, còn lại Khoa sẽ đoán ra hết. Thưa quý vị, chủ đề chính của chúng tôi ngày hôm nay đó là chủ đề về tình yêu. Anh á, là đã nói về tình yêu của anh rồi. Dạ. Hôm nay anh muốn nghe tình yêu của Tóc Tiên với Hoàng Tuliver. Ông bà ta thường có câu là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Thì em nghĩ là đó là cái trường hợp rất là khá là đúng đối với trường hợp của em và ông xã của em. Là sao? Có nhiều cái sự hòa hợp về mặt tư duy trong cuộc sống cũng như tư duy trong âm nhạc. Có những suy nghĩ hay là cái sở thích cũng khá là giống nhau, ngay cả ăn uống cũng giống nhau nữa. Bây giờ câu chuyện tình yêu của nhân vật này mới thú vị nữa nè. Đã. Khoa Châu Đăng Khoa thưa quý vị, available. Nếu ai có nhu cầu làm hãy liên phước. Hệ Facebook của tôi. Làm phước. Tôi lại tiếp tục giảm 10% cho những cuộc gọi đầu tiên. Em phải cho khán giả biết cái gu của em là gì. Đã tới năm thứ 30 available rồi thì em không còn một cái tiêu chuẩn gì nữa hết. Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức? Em nghĩ về ảnh nhiều lắm rồi, bạn không muốn nghĩ tới nữa. Anh giới thiệu em liền luôn, đây. Vô quá vô. Cam tươi với cam đồng. Wow. Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Cặp đôi vàng trong làng quá trang. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với không gian âm nhạc của ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam. Ngay bây giờ, một ứng cử viên đầu tiên là một vị thần của rừng sâu vô cùng bí ẩn, Hữu Thần. Để anh đừng đến bên em. Trời đất, trời đất ơi. Bắp ơi, cạn lại bắp ơi. Cạn lại, trời ơi, Hữu Thần của tôi. Giữ sức hát nè. Rồi, hết nhạc rồi. Bắp ơi, anh nghi con này cái cốt nó con ngựa chứ không phải con hô em ơi. Sao ra mà giặt đồ dữ vậy hô. Bữa nay hôn sao vậy cưng? Một tuần em nghỉ hát em bị nôn rồi phải không? Trời ơi. Kìa đó. Hồi nãy trước khi ra còn có dặn dò hai vệ sĩ của em là múa lắc người rồi lắc vai các kiểu nữa. Còn giống MC ra mở màn thôi. Anh, em nhảy sương sương thôi mà. Anh sao vậy? Xin hỏi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, nếu mà nhìn vào cái dáng con hưu mà cốt ngựa kia thì không biết nhạc sĩ Châu Đăng Khoa suy nghĩ đến ai trong showbiz của chúng ta? Hưu, đây là cái người này họ thích con hưu hay họ có liên quan tới con hưu? Có thể là họ đã từng thích Đà Lạt đi chơi và gặp hưu trong rừng. À. Hưu có một kỷ niệm gì đó với họ, vân vân. Mà sao con hưu này chảnh gì, nói mình đang nói chuyện mà không nhìn mình cái gì? Rất thái độ. Dạ. Vòng 1 hát nhạc giật, vòng 2 hát ballad, giám khảo khóc. Đoán thử coi ai. Trong đầu em nảy ra một nam ca sĩ ngoài Bắc, đó là anh Hoàng Hải.
Đợt trước mình cũng có đoán anh Hoàng Hải. Đúng rồi. Với cái chiều cao này có thể là anh Don Nguyễn. Thôi. Really? Hu hu vậy nè. À giận ha, giận. Hôm trước là tụi chị có đoán là thêm là anh Dương Triệu Vũ nữa đó. Không, anh Dương Triệu Vũ thì sẽ không có cái kiểu mà lắc lư như vậy đâu. Hợp đồng ghi rỗng, không nhảy trừ 100 triệu. Trời đất ơi. Nhưng mà chiều cao có thể fake được nha. Đúng rồi, có thể làm giả được. Đúng rồi. Mà Hu này mê chim nữa. Mê chim nữa. Mê chim nữa. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Hey. Em thấy ảnh mới up hình tập phim lên đây. Dạo này ảnh có 6 múi luôn nha mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Thằng này ra dẻ quá. Em ơi, bây giờ nói thêm một thông tin em chấn động. 2 tuần trước có một mối tình ngoại truyện với Trúc Nhân. Ủa? Chương trình phải mời em đến đây để giảm bớt cái độ mà hừng hực của con Hu đó. Làm cho tinh thần đi lên đó. Dạ đúng vậy à. Đó, bây giờ nè, để coi ngoài yêu cây cối rừng ra, Hu sẽ có tình yêu gì khác nữa. Hãy đến với manh mối đầu tiên của đoạn clip ngay sau đây. Lớp tình yêu. Vậy anh xin gửi lời nhắn đến người yêu trốn xa xôi mà anh chưa từng biết mặt. Em có muốn biết người yêu của em yêu điều gì không? Chuyện tình của Hưu Thần. Hít thở. Anh yêu thể thao, nó giúp anh sexy hơn. Anh yêu âm nhạc, đó là điều hiển nhiên. Anh yêu môn toán vì anh thích cảm giác tìm ra đáp án đúng. Mà đâu ai cấm Hưu Thần yêu biển nhỉ? Anh vô cùng yêu biển. Anh yêu shopping. Anh yêu sun sail. Anh cũng yêu các chú chó nữa. Nhưng vì nó mà anh đã có một trận cãi nhau to khổ trả với đứa bạn thân. Thật chả hiểu sao cả thiên hạ đều rằng anh và nó yêu nhau. Yêu gì? Anh ăn chay em ơi. Oh, nhiều thông tin phết. Anh ăn chay em ơi. Ăn chay làm cho em tỉnh suy nghĩ bật ra trong đầu em là Trọng Hiếu idol luôn. Ok. Trọng Hiếu ăn chay trường luôn. Mà giọng nói cũng là tiếng Bắc luôn. Nhưng mà hồi nãy Hu ra Hu nhảy quá trời là chắc cái bài sắp tới cũng sẽ rất là giật gân lắm nè. Rõ ràng. Bây giờ mình thử đoán Hu hát gì không anh? Khi mà Hu bước ra đây tôi thấy là hai cái cánh của Hu đã mọc ra thêm hai chùm súp lơ. Có nghĩa là cuộc sống đã mọc rong rêu ra rồi. Sỏi đá rêu phong. Sỏi đá chưa quên trên người xin được mạnh dạn đoán giọt nắng bên thềm. Cũng có thể hát bài rêu phong thì sao anh? Cũng có thể. Góc phố rêu xanh. Có thể luôn. Chúng tôi xin mời hội đồng cố vấn quý khán giả đến với ca khúc ngay sau đây của Hưu Thần. Thank you.
tiếng thương. Con bật khóc vì những ngày như mơ giờ tan vỡ. Vì đã có lúc trái tim anh từng yêu đuối, cho phép mình không phải quên, tự xem như mình vẫn gần bên. Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây, chỉ trong màn đêm không màu, biến nỗi nhớ trong anh thành tiếng hát, xua tan đi cô đơn bấy lâu của ngày không em. Dù vẫn biết có cố gắng cũng chỉ là hư vô thế thôi, anh vẫn không ngạc bao giờ tin rằng anh đã mất em. Vì đã có lúc trái tim anh từng yêu đuối, tự cho phép mình không phải quên, tự xem như mình vẫn gần bên. Cho Hữu Thường tuyệt vời ạ. Quá, hát bài này hay quá. Mình cứ nghĩ là nó đã tới cao trào rồi nhưng mà nó vẫn tiếp tục leo thang. Không ngờ cũng có lúc Hữu Thường yếu đuối. Cái bản yếu đuối nào mà nó tha thiết như vậy luôn á. Đây là ma thuộc của The Masked Singer. Thật sự phải nói là Hữu Thường là một cái người làm cho Thành rất là bất ngờ và xúc động. Bạn cứ làm cho mọi thứ nó rối tung lên bằng cái sự đáng yêu của bạn, sau đó bạn lại đưa người ta vào một cái thế giới âm nhạc rất là trang chứa. Tại vì đằng sau cái lớp mặt nạ đó phải là cái người sống tình cảm mới hát được như vậy. Không có ai mà sống hời hợt mà hát được gì hết. Cái thứ hai, hôm nay mình thấy bạn rất thăng hoa trên sân khấu. Xuất thần. Yeah. Và tôi không biết là đã bao lâu rồi bạn không được thăng hoa như vậy trong cái nghề hát của mình. Bạn nói thật tôi đi. Alo. Alo. Hữu Thường xin gửi lời chào đến toàn thể ban cố vấn cũng như quý vị khán giả dưới đây lời chào thân yêu nhất.
Sao giống giọng Natalie thế hả? Thế này thì phải để sau nhá. Mà để trả lời câu hỏi của anh Thành thì thật sự là đã rất là lâu rồi mà Hilton mới tìm được một sân khấu âm nhạc mà mình được hát những ca khúc mình yêu thích và hát rất thăng hoa. Mà nhờ được sự thăng hoa đấy là phải cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Hilton rất là trân trọng những giây phút mà mình còn đứng bên trong cuộc chơi để hát mà thăng hoa như vậy. Rất khó, rất hiếm và cảm ơn The Masked Singer đã cho Hilton có cơ hội. Bây giờ giọng nói thì giống Natalie mà giọng hát thì cũng giống một người nữa. Ai ạ? Hoàng Tôn. Ồ. Không phải Hoàng Tôn, em không nói ý đây là Hoàng Tôn đâu. Em mắc cười quá à. Ai mời em tới đây vậy? Em kiếm chị không hả? Ý quen với Hoàng Tôn, em quyết định luôn. Tôi tá điềm nhà em hả? Nghe ngược, nhưng mà nghe cái Thu Thần chia sẻ là cái cảm giác này chắc cũng lâu lắm rồi mới trở lại sân khấu lớn như thế này. Hoàng Tôn, lâu lắm rồi, chưa có đến sân khấu lớn. Kiểu hát bay. Mình nhớ là dữ liệu nha, Hoàng Tôn, crush Trúc Nhân 5 năm ạ. Crush nhau thì gọi là vui với nhau thôi. Vui chắc là đùa nhân thôi. Đúng mà. Kiểu như ngưỡng mộ, hâm mộ. Cái người thứ hai cũng hát bay luôn, rung luôn. Trọng Hiếu. Chi Dân cũng cùng một làm Chi Dân là giọng đanh hơn. Tại vì là có lẽ mọi người nghe những cái bản nhạc pop hiện tại của Chi Dân là mọi người không biết là ngày xưa Chi Dân học chung nhạc viện Khoa nên là đã nghe những cái bài mà luyện thanh hay là những cái aria mà Chi Dân hát là ngày xưa là rất là bay bổng luôn. Nhưng mà bây giờ không chắc lắm, nhưng mà Khoan nghe cũng có một số thứ làm cho Khoan liên tưởng tới Chi Dân. Bây giờ dữ liệu Vĩnh Nam mập mờ, chưa có rõ ràng là Hoàng Tôn hay là Chi Dân. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái dữ kiện mà tụi em cung cấp cho hội đồng cố vấn. Đó chính là tâm thư của fan. Thì trong đây sẽ nói lên cái nguyện vọng, cái thích thú của fan về người thần tượng của mình. Thì chắc chắn sẽ có manh mối. Và chúng tôi đã lưu trữ tâm thư này suốt 1.000 năm trong két sắt của ngân hàng quốc tế VIB, vô cùng bảo mật. Quá trời em tin. Chúng tôi xin mời biệt đội áo đen cool ngầu VIB hãy mang tâm thư ra đây ạ. Xin mời. Wow, đúng là tâm thư nha. Em phải đọc giọng rất trịnh trọng bởi vì đây là một trong những kỷ niệm đẹp của Hưu Thần. Tâm thư là thư viết có tâm đó phải không? Dạ, rất có tâm. Đầu thư, anh Hưu Thần ơi. Ừ. Anh thi nhảy, thi hát cải lương. Còn cái gì mà anh không làm nữa không anh? Chấm hỏi, hết tâm thư. Được rồi. Tao nói nãy giấu được ngàn năm giấu luôn đi. Ủa có thêm đi hát cải lương nữa. Mỗi lần đưa thêm cái chi tiết gì ra càng rối thêm nữa ta. Ta không tin cải lương. Hưu Thần ơi, Hưu Thần có thể tặng cho mọi người một câu xuống xề nhẹ thôi là tôi tin liền. Anh Thành ơi. Vậy em hát xong bài kia em yếu đuối và cột hơi em yếu luôn rồi. Trời ơi, kiếm chuyện à. Mà cái em xuống xe, em không xuống đường mà em xuống sàn. Em xuống sàn ấy. Bây giờ ngắn thôi nè. Không, em thích chơi à, anh Thành thích chơi là em chơi luôn. Đó. Anh hứa với em sau này mình nên duyên nên nở. Hay nha. Cũng có đó. Ngọt như mía lùi. Em biết rồi, cái này là chú Kim Tử Long chắc luôn rồi quá. Chắc luôn rồi quá. Anh Huy có thấy em có muốn nói gì không? Muốn. Không, em không muốn nói gì hết. Hưu Thần từ chối giao tiếp với Huy. Hưu ơi, nếu như mà Hưu là người mà em nghĩ á, thì em chỉ muốn nói một điều thôi là em rất là tự hào về Hu. Bởi vì theo như em biết cách đây nhiều năm với Hu bây giờ là Hu cũ đã về Hu rồi. Đúng không? Và nếu như Hu là người tôi đang nghĩ, tôi khuyên Hu hãy là Hu từ đây trở đi. Tại vì cái phiên bản Hu này hiện nay
là một cái version đang rất là đẹp, chín mùi, duyên dáng, tự tin và thăng hoa. Tôi thèm bạn cứ thăng hoa như thế, tại vì chúng ta chỉ có một thanh xuân rất ngắn. Hãy làm một cái gì đó thật tuyệt vời để khi nó trôi qua mình nhìn lại mình có cái để nhớ mà. Thật sự. Thật sự luôn là không may cho con Hương này lắm. Sao vậy? Là dạo gần đây tại em nghe nhạc của con Hương này rất nhiều. Thật sự luôn, con Hương này hát càng ngày càng hay. Đến nỗi mà có một lần trong một cái chương trình radio, em dẫn chương trình đó hàng tuần, thì em và cái người dẫn cùng đã khen ngợi con Hương này rất là nhiều luôn. Đây 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 mọi người ơi, em nhớ rồi, tại vì hồi nãy em bảo là em ra đây mà gặp Châu Đệ là phải ghim liền. Là phải ghim liền. Tại vì Châu Đệ là một người rất là thẳng thắn. Và Châu Đệ phang thẳng vào mặt là Châu Đệ không thích em. Phang thẳng vào mặt. Nhưng mà em thích cái sự thẳng thắn đấy. Cho nên là chỉ phải bị thế thôi. Thế thôi. Trời ơi, sao có nhiều cái dây tơ rễ má ở đây quá vậy? Hết Trúc Nhân rồi sao? Châu Đăng Khoa. Ê, hô, nhiều kỷ niệm với đàn ông quá nha. Còn một chi tiết nữa, đó là bạn Hưu Thần này có bị người ta hiểu lầm là có một mối quan hệ với ai đó. Nhưng mà cái mối quan hệ đó cuối cùng là không phải. À đúng rồi, hồi nãy trong clip VT có cái chi tiết đó. Trúc Nhân hoặc Châu Đăng Khoa đó. Một chắc chắn một trong hai kia, trước sau dính kèo à, kiểu gì dính kèo. Mà câu nói đó ấn tượng quá nên Hưu mới nhớ. Không, thực ra tại vì em làm cái chương trình đó đó, em gây thù chú quán cũng nhiều lắm. Nên bây giờ mà kêu một người mà em không thích á, nó cũng hơi mông lung nha. Alo, alo, Nhân hả? Dạ. Ngu nó quên em rồi nha. Có người mới rồi. Ừ, Châu Đăng Khoa ghi tên vô. Ngu nó có người mới rồi. Châu Đăng Khoa ghi tên vô. 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 Như vậy là cái người phân tích là người khen là không đúng rồi. Không, em vẫn có cảm giác đây là người này. Tại vì là em thích quá nên là em nghe rất là nhiều. Và em nhớ là có lần thích sao chê. Có nghĩa là em không thích anh ta trước đây. Nếu như vậy để minh chứng cho cái chuyện em thích anh ta là em sáng tác cho anh ấy một bài đi. Wow, giờ chuyện nhỏ luôn. Kèo này được không à mọi người? Bây giờ lột cái mặt nạ này ra đây tôi làm đi. Được không ạ, à, được không ạ à? Bây giờ nè, một là đoán trúng, hai đoán trật, tặng ta làm bài. À, tặng hai bài lặng bài lẻ lẻ anh. Bài cho anh nữa. Thằng bé nó hiểu chuyện quá trời. Yeah. Sao điêu không ạ à? Em chót yêu quý Hưu rồi, nếu không lẽ bây giờ em đoán đúng thì lỡ Hưu phải ra về thì sao, đúng không? Ai đâu có em. À, không hẳn. Ai đâu có em. À, em đoán đúng chuyện của em còn chấm không cho khán giả chứ. À, vậy hả? Em mạnh quá, em quyền lực quá. Khoan đã, em muốn chia sẻ thêm về với Hưu này đã. Có nghĩa là từ trước kia thì em không thích giọng hát của Hưu lắm. Nhưng mà cách đây cỡ khoảng 2-3 tháng gì đó, em nhớ là có một đêm em nghe con Hưu này nó hát á, từ đêm tới sáng luôn. Em nghe một bài duy nhất thôi, cứ nghe đi nghe lại mãi, cái cảm giác trời ơi tại sao lại có thể hát hay đến như thế. Và có nghĩa là con người ta tiến bộ rõ rệt mà mình nhìn thấy được cái điều đó luôn á. Nói quá nhiều mà tặng bài không tặng. Nhưng mà em sẽ để cho mọi người đoán cùng với em, chứ bây giờ mà em nói ra liền thì nó lại mất hay. Khoa ơi. Dạ. Khoa yêu mến Hưu quá thì Khoa đừng lật mặt nhé. Anh nhà ở đâu thế? Ông bé ơi. Khoa Hưu vô sâu sâu một tí để Thu hát thêm. Ok. Thôi, nghệ sĩ hay năng nỉ quá. Cái bà Hưu này hay năng nỉ quá. Không, không lấy bài cũng được, không sao. Vậy thì mình mua full giá không bớt. Vậy thôi bỏ. Vậy thôi bỏ. Bỏ điều. Bỏ. Lật mặt Hưu tôi bỏ điều liền. Nhạc sĩ mà tính toán quá. Bây giờ có điều mới Hưu ơi, yên tâm. Hưu vô vòng sau là có bài mới của Trang Khoa tặng Hưu luôn. Ồ. Chúc Hưu may mắn. Chương trình giàu quá. Thì chương trình The Masked Singer đâu có gì ngoài điều kiện. Tên đâu có gì ngoài điều kiện. Hả? Vậy lên lương anh được không?
Vậy lên lương anh được không? Ờ, chúng ta cùng nhau đếm với lại. Quỷ Hà, Quỷ Hà. Quỷ Hà. Bây giờ anh Thành, Khoa và Tiên chốt là mình bí mật cái tên. À không, trong tập này anh tạm là chú là Hoàng Tôn. Em vẫn nghĩ anh Dương Triều Vũ. Dương Triều Vũ. Tôi không biết tại sao luôn, tự nhiên em nghĩ tới anh Hồ Văn Hiếu nữa. Ok, ok. Đúng rồi, hát cải lương này. Cũng có thể. Vui. Em xin đoán là Hoàng Dũng. Vẫn là đáp án như cũ. Hữu Thần, hãy nhớ lời hứa chúng tôi. Nếu về dòng sau bạn sẽ có bài hát của Châu Đăng Khoa. Ok, chốt đơn. Bây giờ xin mời Hữu Thần về rừng sâu nghỉ dưỡng. Vòng sau, Hữu Thần sẽ hát một bài hát cực kỳ hay, cực kỳ quen thuộc, cực kỳ thịnh hành luôn. Vote cho Hữu Thần nhé. Hi hi. Chào mừng quý vị quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và tiếp theo sẽ là một ứng cử viên của những bản tình ca đượm buồn. Gá Trâu Si Tình, Buffalo Love. Buffalo, 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 Buffalo. Wow, chào Buffalo. Mới tuần trước ta đàng hoàng tử tế, bữa nay ra nó giận dụ sao nhảy quá nhảy. Mà Trâu cũng nghe theo, giật ngực nữa chứ. Đó. Thuê cực lắm anh, gọi là một cái biệt đội bảo mật kinh khủng khiếp, không bao giờ tiết lộ danh tánh người chơi, đến từ ngân hàng quốc tế VIP. Anh mê hai đứa đó quá, lâu lâu tối về đi làm mệt, nó nói chuyện hay nó nhảy là vui liền vậy đó. Vậy đâu, anh không được ra khỏi nhà luôn, bảo mật anh cất ở nhà luôn. Cất nhanh nhà luôn, trời đất ơi. Ngày hôm nay Buffalo Love có một cái điểm nhắn đặc biệt trên đầu. Bây giờ mà treo hai cục phô mai lên cái đầu nữa là ngon. Love ơi, cao quá. Đó chính là băng keo cá nhân kim sa. Trời đất ơi, kim tiến xuống xe hột lụ quá trời. Băng keo cá nhân mà đính hột full nha. Báo hiệu ngày hôm nay sẽ tan vỡ một cái gì nữa. Cho tôi hỏi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, với cái độ cao này thì nghĩ đến ai ạ? À? Rất là quen thuộc luôn ạ. À, lâu lắm rồi mới gặp lại anh kể từ SEA Games 22 tới giờ. Ai? Châu Vàng. Châu Vàng. Dĩ nhiên. Nói không cãi được. Không cãi được luôn. Không, thực ra thì ca sĩ nam Việt Nam thì chẳng có nhiều người mà cao như anh này đâu. Nên là làm cho em đã liên tưởng tới một cái người mà hồi em học lớp 5 á, là em đã hát karaoke nhạc của anh này rồi. Đó là anh Nguyễn Phi Hùng. À, đúng rồi, anh Nguyễn Phi Hùng là cao đặc biệt anh luôn. Anh rất là cao ráo luôn. Cái tập trước á, anh Ba Ngọc Sơn nói vậy về anh buồn lắm, thất vọng. Là sai hả? Không, nhưng mà lại như lần trước anh Ba Ngọc Sơn nói anh Nguyễn Phi Hùng là một nhân vật khác. Còn biết đâu bạn Trâu này có thể là anh Nguyễn Phi Hùng hay sao. Bây giờ nè, nói cho em nghe hết rồi, lần trước hát nhạc tình đó, suy nghĩ đi. Nhưng mà đây là nói giọng Bắc hay giọng Nam anh? Thôi, đừng có tin cái điều đó. Tới cái giọng đó đó, cái giọng được xử lý đó. Ồ, cái chương trình này kỳ lắm. Và ngày hôm nay, chủ đề tình yêu, mà tình yêu là sở trường của Buffalo Love. Một người đã thất tình trên 1000 lần rồi. Sừng. À, chắc chắn trong đoạn clip sẽ có rất nhiều những điều mà Buffalo Love muốn chia sẻ với khán giả về những mối tình của mình. Xin mời đoạn clip. Trong tình yêu, ai cũng muốn nắm tay người mình yêu để cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Đâu phải mình muốn là sẽ được, đôi khi thằng bạn của mình cũng muốn, nên cũng đành thôi. Đã từng bị bạn giật bộ. Là một diễn biến khác, tôi cũng không phải là sự lựa chọn. Một cô gái như em sẽ hối tiếc vì có không giữ, mất đường tiền. Tự nhủ, đó chỉ là một cuộc tình không may. Nhưng tôi cũng quyết định yêu thêm một người nữa. Nhưng rồi chúng ta không còn chúng ta. Mà
thì sẽ chẳng có gì để nói. Nếu nó không xảy ra tận 4 lần. What? Nghĩ đi bạn, đâu ai chung tình được mãi. Ôi thất tình 4 lần luôn. Nhiều tổn thương quá luôn á. Có không giữ mất đừng tìm. Chúng ta không còn chúng ta. Rồi. Nhiều tựa quá ca bản nào đây. Đó. Mạnh dạng chốt đơn. Người tình mùa đông. Chứ bây giờ ba cái bài đó mà để thì sẽ không hát. Đúng không ạ? Đúng rồi. Tiên nghĩ bài nào ạ? Trên tình bạn với tình yêu đi. Cũng có lý. Có lý, hôm bữa hát nhạc buồn, hôm nay giật. Khoa nghĩ sao ạ? Nếu như mà đã trải qua quá nhiều đau khổ như vậy rồi á, thì không có bài nào mà phù hợp hơn Giọt Lệ Đài Trang nữa ạ. Giọt Lệ Đài Trang, hát bolero luôn hả? Dạ. Cha. Biết đâu chừng. Quy. Có thể là bạn sẽ hát bài Kiếp Về Sầu ạ. Có lý luôn. Hoặc là Tình Đơn Phương. Tình Đơn Phương đôi khi thấy ai cười vui lòng anh đau đớn. Đúng rồi, có mấy mưa phi trường tiễn người yêu đi luôn. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với một sáng tác. Chúng tôi sẽ giấu tên nhạc sĩ. Nhưng hãy dành một tràng pháo thật lớn cho tiết mục trình diễn của Buffalo. Đã xong nên em rời đi, linh cảm em đã có ai rồi cất bước cũng chẳng cản ngăn em được. Thấy em đang có ai đợi rồi, nhiều điều anh vẫn muốn nói. Em bảo rằng thôi, có lẽ em muộn rồi, muốn níu tay em lại nhưng còn tim anh đang bối rối. Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi, tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thất bại. Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong hỏi ngọn gió đông. Trả xong nên em rời đi, linh cảm em đã có ai rồi cất bước cũng chẳng cản ngăn em được. Thấy em đang có ai đợi rồi, nhiều điều anh vẫn muốn nói. Anh bảo rằng thôi, có lẽ em muộn rồi, muốn níu tay em lại nhưng còn tim anh đang bối rối. Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi, tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thất bại. Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong hỏi ngọn gió đông cứ vãn kịp không. Tình cảm anh bao lâu chẳng muốn quên đâu. Từng yêu dấu khoan trao người sau những thứ ta từng. Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong hỏi ngọn gió đông cứu vãn kịp không.
tình cầm anh bao lâu chẳng muốn quên đâu, từng yêu dấu khoan trao người sau. Tại sao em thay đổi, anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thất bại. Cứu vãn kịp không? Wow, xin cảm ơn Buffalo, xin cảm ơn Vũ Đoàn Bước Nhảy. Bây giờ thì Huy đã hiểu tại sao bạn lại dán băng keo trên đầu rồi. Xin mời hội đồng cố vấn Tóc Tiên. Em vẫn chưa có một cái tên trong đầu luôn đó. Bạn này hát vòng này khác vòng kia nhiều quá nhờ. Nghe cảm giác rất là quen thuộc luôn. Nó luôn quen thuộc. Dạ. Mà khi mình lục ra thì là không ra. Nhưng mà nó có những cái luyến đặc trưng anh. Nó có cái giật giật khàn khàn và ngắt chữ của Khánh Phương. Dạ. Nhưng mà nó lại có cái âm sắc trong như là của Nguyễn Trần Trung Quân. Mà nó có một chút gì đó hơi mũi mũi của Minh Vương Em For You. Đúng luôn. Chắc chắn luôn. Em nghe em cảm giác rất là liên tưởng rất nhiều người. Và chắc chắn đây không phải là anh Nguyễn Phi Hùng rồi. Có một cái người này cũng giống luôn nè. Anh Nhật Tinh Anh. Cái giọng cũng có cái cảm giác này luôn. Anh Hưng Đệ Vệ cũng giống luôn. Vệ hát hơi lớ lớ hơn anh này. Anh hát tiếng Việt chuẩn hơn nè. Anh Vệ thì anh hát á, cái nốt của anh R&B hơn nhiều lắm. Mà đặc biệt là bài hát Cứu Vãn Kịp Không chỉ có tại sân khấu của The Mask Singer Việt Nam luôn. Tự sáng tác luôn hả? Tự sáng tác. Anh Vệ khả năng cao nha. Only C, Nguyễn Phúc Thạch cũng là một người. Chiều cao là tương đồng Only C nha. Giọng hát rồi cũng khá là tương đồng nha. Có khả năng luôn. Thêm một người nữa nè. Lưu Hoàng. Thay thế cho Only C được nè. Không, Lưu Hoàng thì cái cách trình diễn nó sẽ active hơn. Giật giật hơn phải không? Dạ. Manh mối thêm để rút ngắn lại danh sách tên, đó chính là tâm thư của fan. Xin mời biệt đội áo đen cool ngầu mang tâm thư được cất giữ bảo mật ra đây. Bảo mật không quý vị? Quá bảo mật. Kể cả virus cũng không thể xâm nhập vô bức tâm thư này được. Thư Phan Vũ cho Buffalo. Các anh em trong đội tuyển bóng rổ thành phố luôn tự hào khi có Buffalo trong đội chấm hết. Miu Lê. Cái lịch làm việc của Miu Lê là 8 giờ tối hàng ngày là đi đánh bóng rổ nha. Nói mà tôi cọc nè. Ngang ngược sợ mặt vậy nó Miu Lê thiệt tức tức thiệt tức. Chúng ta đặt câu hỏi đi ạ. Khai thác thông tin thêm. Châu ơi, ta bảo Châu này. Dạ, Buffalo, nè. Yeah. Trời đất ơi, Khánh Phương hả? Chọn Khánh Phương nhờ. Yeah. Châu, vì sao chọn bài này? Bài hát này là một bài hát rất đặc biệt mà The Masked Singer dành cho Buffalo. Tuần trước thì Buffalo đang nằm ở tháp không an toàn. Cho nên ngày hôm nay là Buffalo chọn bài Cứu Vãn Kịp Không để coi coi có cứu vãn kịp tình cảm của mọi người không ạ. Cho Qua Quy hỏi là Buffalo có chơi bóng rổ chung với Football không ta? À, dạ Buffalo có biết anh Football, nhưng mà Buffalo chưa bao giờ chơi chung hết. Ủa là Buffalo là chơi bóng rổ thiệt hả? Cách đây cũng mười mấy năm thì có chơi bóng rổ ở trong tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Manh mối này đắt nè. Thưa quý tòa, tôi muốn ngăn chặn sự việc này càng sớm càng tốt. Hiện nay nghệ sĩ Châu Đăng Khoa đang ngồi sệt mạng. Tôi đề nghị tịch thu điện thoại. Nghệ sĩ chơi bóng rổ là ai? Đúng rồi. Dạ bố phân lớp có biết anh Football chứ mà. Nè mọi người ơi, ra Miu Lê thật sự. Ra Miu Lê luôn, ngay kết quả đầu tiên. Khoan, mười mấy năm trước trong đội tuyển bóng rổ thành phố. Vậy là bạn này cũng phải trên 30 á. Phải hỏi tuổi. Ừ. Bao nhiêu xuân xanh rồi? Gọi lớp gọi tiên là chị hay là bạn hay là em nè?
đâu có cho được, tôi hỏi chơi vậy thôi. Hỏi vậy cái em rào dùng lợn à. Bác biết không, ở cái vòng trước anh tự tin anh nhận ra lắm. Lần này á, cái cách hát của lớp á làm cho anh bị trùng lại em. Cảm giác như mình bị sai, mình bị sắp bị tán vô mặt á. Cái lựa chọn của anh Thành chắc là cũng ngép ngép hai nhân vật. Nhưng mà cái vụ mà mười mấy năm bóng rổ này là gãy nè. Mà đâu thể nào người ta đẻ ra cái vụ bóng rổ đi xạo mình đúng không em? Cái này tâm thư của fan mà. Sự thiệt. Trời ơi, tự nhiên làm tôi hoang mang ta. Lần trước tôi đoán tôi mạnh miệng lắm á chứ. Ừ, em cũng mạnh miệng được trước lắm. Thôi chết tôi rồi. Ôi cái chương trình này dễ sợ hơn tôi nghĩ nhiều quá. Là anh nghĩ chơi bóng rổ là vì chấn thương hay là vì chọn ca hát bỏ bóng rổ hay sao anh? Thật ra Buffalo ngày xưa rất là mê bóng rổ, nhưng mà mê bóng rổ quá cái bỏ học, cho nên là ba mẹ phải bắt bỏ bóng rổ để tham gia con đường học vấn nó nghiêm túc hơn. Rồi có bỏ học theo hát không? Kết hợp hai cái lại thì thành học hát rồi. Thông tin đã đủ, bây giờ rối nè, chúng tôi cần một cái tên. Cái chàng trai nhạc sĩ thái độ. Ơi, nếu mà Châu Đăng Khoa không ngồi đây là em nói cho Đăng Khoa đó. Ừ, cũng có thể giống Khoa mà. Không, tại vì nếu như nghệ sĩ mà chơi tennis đi thì em nghĩ là anh Triệu Hoàng nha. Còn bóng rổ thì thực sự nó hơi khó khăn một tí. Bóng rổ hình như là hiếm nghệ sĩ chơi lắm. Hiếm lắm luôn nha, mà từ mười mấy năm trước cơ chứ không phải là gần đây nữa. Huy, em đây. Cho tôi một cái tên, bạn đang nghĩ là ai? Mr. Siro. Khoa, nghĩ ai ạ? Tự nhiên trong đầu em nghĩ là anh Châu Gia Kiệt. Có lý, anh Châu Gia Kiệt rất cao nha. Dạ, cao và còn chơi thể thao. Bên cạnh đó là nghe ảnh hát thì em cảm thấy là có một số chỗ anh luyến lấy khá là tương đồng. Tiên nghĩ ai ạ? Em có đặt vô nghi vấn đó là em của anh Mr. Siro, Vương Anh Tú. Em có cảm giác là vậy nhưng mà hôm nay thì em không chắc lắm. Tú là, Huy biết Tú là ngày xưa lâu lắm rồi, Tú chơi đá banh, Châu chơi bóng rổ. Thì đó, bởi vì em không nghĩ ra được phương án nào khác luôn. Anh cũng giống Tóc Tiên. Anh nói thiệt, nếu mà là Tú thiệt á, là Tú đang đi lên một nấc nữa, tiến bộ cho cái giọng hát của mình. Anh đi thu âm với Tú rồi luôn. Thì Tú sẽ hát đa số thiên về hơi nhiều. Còn bạn này hát có lực, có trọng, có âm thanh nó rộng. Anh xin với lại Tiên vẫn là Vương Tú. Dạ. Bây giờ lấy điện thoại ra gọi Tú mà trên nó reng là bởi đúng rồi đó. Trời ơi. Anh hả? Em nè. Anh mời khách mời em sĩ diện là một chút xíu được không? Khoa là mất mặt quá nó à, quen em biết đó anh. Sang lên cưng, sang lên nào. Đúng rồi. Và thưa quý vị, vừa rồi là những phỏng đoán của hội đồng cố vấn. Và nếu khán giả có cái tên gì hãy lập tức comment chúng tôi biết các bạn đang nghĩ sâu lớp mặt nào của Buffalo là nghệ sĩ nào. Bây giờ xin mời biệt đội áo đen Cool Ngầu hãy mời Buffalo vào trong tình giường. Các bạn ơi, lát nữa cầm điện thoại bình chọn các bạn thấy avatar nam thần nào mặc áo xanh trên mặt dán mấy băng keo cá nhân thì mấy bạn cứ ấn vô bình chọn cho anh ấy nhé. Đẹp trai như thế thì tiếc gì một lượt bình chọn phải không ạ? The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên VN thứ bảy hàng tuần. Ứng cử viên kế tiếp sẽ khiến tất cả chúng ta phải mồm chữ O, đó chính là Osen. Cốt cách là cốt cách, cái nết hoàng tộc lắm. Em nghĩ ai nè? Khoa may mắn được đến trường quay nghe phần trình diễn của Osen hát Chân Ái thì cái cảm giác ở trong Khoa là gần như đã đoán được 51% rồi. Sao có mốt ở trong em? Dạ, tại vì nếu mà mình để 50 thì nó năm ăn năm thua quá. Mình 51, cái khả năng mình đoán được nó thêm một chút xíu nữa. Nhưng nếu ngày hôm nay sau khi nghe bài tiếp theo này thì Khoa nghĩ là Khoa sẽ đoán được Osen là ai. Bây giờ em cho anh vài option trong đầu em đi. Với cái vóc dáng này, với cái giọng hát này, trong đầu em nghĩ đó là ca sĩ Ngọc Khuê.
đó. Anh cũng nói Ngọc Khuê hoặc là Dương Hoàng Yến và chị Thùy Linh của nhóm Năm Chồng Kẻ. Trời đất ơi, sao mà anh nhớ ra chị hay quá vậy. Ngay bây giờ với chủ đề tình yêu thì xin mời tất cả quý vị và hội đồng cố vấn hãy đến với những manh mối của Osen. Thật là hạnh phúc khi tôi có một người chồng quá tuyệt vời. Và món quà đầu tiên tôi nhận được từ ảnh, ô là trời luôn á. Và thế là con tôi ra đời. Và rồi tôi bị trầm cảm nặng mà bản thân tôi cũng không hề hay biết. Lúc đó ảnh đi công tác xa lắm. Tôi trầm cảm kinh khủng đến mức mà cảm thấy sợ luôn cái tiếng nôi em bé, sợ tiếng con khóc và sợ ma nữa. Nhưng mà nhờ những người bạn của tôi á, tôi vượt qua được nỗi sợ đó và cảm thấy mạnh mẽ hơn rất là nhiều nha. Tôi thấy mình đang ở độ tuổi chín mùi nhất và tôi đang rất chi là mắc hát. Bài hát tiếp theo tôi muốn hát về quê hương tươi đẹp của mình. Mọi người hãy lấy kẹo dừa ra ăn và nghe tôi hát nha. Bến Tre có nhiều chi tiết ghê luôn á. Bạn của Osen, hai nhân vật có Quang Lê, có anh Đan Nguyên thì hai nhân vật cụm cán trong dòng nhạc quê hương nha. Ôi, tự nhiên dữ liệu nó xoay vòng luôn. Bây giờ sẽ là bài hát của Osen, xin mời. Hồng nghe ước gì đương trắng
Lại là một phần trình diễn ngọt ngào và khó đoán. Sao càng ngày càng khó vậy ta? Nhân vật này là quái kiệt luôn. Tại sao có thể hát 3 tuần 3 dòng nhạc khác nhau? Kinh dị thiệt. Mà tôi nói cái âm sắc này các bạn nổi da gà. Y chang âm sắc của Tố My. Đúng rồi. Tố My. Ừ, em ghi tên Tố My luôn nè. Em ghi trong đây luôn nè. Nhưng Tố My á mà hát cái nhạc kia đó là nhạc sở trường của bạn ấy thì bạn sẽ hát là ta 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 là nó đi cái đường kia nó cong vòng vậy thôi. Còn bạn này sẽ đi là ta 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 là tới đó thôi. Nghe cái cách hát nhạc bolero có thể là vẫn ra cái màu sắc đó, tuy nhiên là nó vẫn còn những cái những cái luyến lấy nó chưa phải là đúng rồi. Nếu như Osen hồi nãy mà chỉ còn luyến mạnh hơn một chút, chịu khó thêm mấy nốt thôi là sẽ lừa được. Ai gì đeo cái mặt nạ này thì hơi đâu mà bịt luôn cái miệng của nữa. Mọi người có biết là bị bịt luôn cái miệng không? Osen tội nghiệp vậy đó. Có, hồi nãy em cúi thấp người xuống để em nhìn mà thấy có nguyên cái khăn khẩu trang che luôn. Vậy là cái miệng có cái gì đặc biệt, sợ bị lộ ra ngoài. Ví dụ như là mục ruồi. Mục ruồi, răng khểnh. Răng súng. Em ở ca sĩ mai răng súng á, khoa em vừa phải. Răng sứ. Răng sứ thì đúng. Những cái ca sĩ nữ mà trong đầu em nảy lên mà có cái quãng giọng mà nó rọc cái màu sắc giọng hát kiểu như thế này á, đầu tiên đó chính là Jolie Phương Trinh. Jolie Phương Trinh quãng không tới nổi gì đâu. Nó không, mọi người phải nghe Jolie Phương Trinh hát kiểu mà dân ca Nam Bộ như thế này để mọi người sẽ thấy được. Và một người nữa, có nghĩa là cái người này là có mối liên hệ dây mơ để má với Tóc Tiên khá nhiều. Cùng sinh hoạt trong nhà thiếu nhi thành phố. Ơi từ từ, cùng sinh hoạt trong nhà thiếu nhi thành phố hả? Ơi, chị Thanh Ngọc hả? Giỏi. Chị Thanh Ngọc, xác. Nhóm Mắt Ngọc. Thanh Ngọc của nhóm Mắt Ngọc hát cực kỳ giỏi. Em muốn nghe hát lại quá. Tại vì sao mọi người biết không? Cách đây 2 tuần Khoa có làm nhạc của một cái chương trình. Và cái chương trình đó thì có chị Thanh Ngọc tham gia. Mà Khoa rất ngưỡng mộ giọng hát của chị Thanh Ngọc luôn. Một cái giọng hát mà biến hóa vô cùng và hát cái gì cũng hay. Có như chương trình này thí sinh là không may hết rồi, gặp em là không may. Dạ, gặp em là không may rồi. Một lát mở ra mà sai mới không may cho em. Dạ. Đó là những dự đoán. Bây giờ sẽ là manh mối tâm thư của fan gửi Osen. Xin mời biệt đội áo đen Cun Ngầu mang tâm thư ra đây ạ. Đầu dán keo đen hồi xé rách giấy người ta nữa. Quá trời, ra múa nữa ngày quên cái bìa thư để sau lưng. Tôi mong chờ được truyền cảm hơn. Tâm thư dài hơn 2 tâm thư trước được không? Bức thư này thấm đường tình cảm. Gửi Osen. Ngày buồn tháng nhớ năm trong. Em ước được giống như chị,
qua Mỹ sẽ có ý trung nhân. Chấm hết tâm thư. Qua Mỹ sẽ có ý trung nhân. Là chị này đã từng ở bên Mỹ. Cô này trong đoạn video clip cô nói rằng cô có yêu một người chồng tuyệt vời. Hiện nay nếu nói về hạnh phúc thì ca sĩ Thanh Ngọc của nó yên bề gia thất và hạnh phúc bên một ông chồng bác sĩ. Đúng vậy, rất hạnh phúc luôn. Mà có một thời gian nửa kia đi xa, kiểu là đi công tác. Hồi nãy hiện hình ông Quang Lê với ông Đan Nguyên thì bạn thân của hai ổng tôi biết chứ. Tôi nghĩ là có chị Mai Thiên Dân. Mai Thiên Dân thì không thể là giọng này được. Cho nên có bao giờ tâm thư này là một loại tâm thư gây nhiễu loạn đánh lừa chúng tôi không? Dạ, chúng tôi cam đoan bằng cả gia tài của The Masked Singer Việt Nam, đây là sự thật 100%. Wow, cái nhân vật này quá là khó đoán luôn á. Ôi sao cái gật đầu và cái cong nách đó thiệt là chắc chắn quá vậy đó hả? O Sen cho hỏi, hiện nay O Sen có đi đi về về Mỹ và Việt Nam không? Dạ, do dịch Covid với nhà con nhỏ cho nên mình cũng tạm thời bớt đi về, bớt thôi nha. Bớt đi về Mỹ lại hay là? Dạ bớt lui tới. Rồi, cái chữ tới này đã tố giác chị rồi, chị Thanh Ngọc à. Ba ơi, nó nhỏ nhỏ một chút. Nhưng mà chị Thanh Ngọc đâu có lui tới Mỹ thường xuyên đâu. Chị Thanh Ngọc đang ở đây mà. Đang ở đây thì lâu lâu mà đi chơi. Mình đi diễn không được, đi chơi không được. Sao mấy người kỳ vậy? Được chị, dạ được, cái gì cũng được hết đó chị. Chị Sen ơi, cho em hỏi, em với chị đã từng đi lưu diễn chung với nhau bao giờ chưa? Chị có diễn chung trên sân khấu nhưng mà không có nhận ra nhau đâu. Sao khó vậy ta? Cái khó là nghề của chị, chị đã nói rồi. Mọi người dùng chồng là nghề của chị mà. Đó, cái cách nói chuyện này là của chị Thanh Ngọc nè. Thông minh duyên dáng mà hát giỏi nữa, thật sự luôn á. O Sen ơi. Dạ. Thí dụ mà dòng sau O Sen vô nữa, O Sen có đổi nhạc nữa không? Dạ có chứ. Có hả? Em đã nói rồi mà. Em sẽ bày bữa tiệc cho mọi người nhấm nháp từ từ từng món. Trời đất ơi. Nhớ giữ bài này, The Masked Singer nên có những người như O Sen. Đây là những cái nhân vật gây tranh cãi khủng khiếp, rất là khó luôn. Mỗi một dòng, mỗi người lạ. Thật sự O Sen là một ca sĩ quái kiệt của Việt Nam, mọi thể loại đều hát quá giỏi. Đa tạ anh Trấn Thành. Mà em cũng bật mí một cái là anh cũng là một người ơn lặng thầm của em đó nha. Ơn lặng thầm. Chắc là ra MV anh xe giùm. Anh nghĩ là đi, anh ít xe MV của đồng nghiệp lắm. Cuộc đời anh ai cũng xe hết á bà ơi bà. Để lần sau em nhờ anh Danh Thành. Dạ, đôi khi người ơn đến với mình nó chỉ là một câu nói hay là một cử chỉ nào đó mà anh vô tình anh giúp vô. Tự nhiên cái em ăn ơn à, mệt ghê gì đó. Rối dễ sao nói. Như vậy là có tâm sự với anh Thành. Hoặc là cái bà này bán đồ ăn, anh là một người rất là thích ăn. Hôm đó anh chụp hình đồ ăn, share lên cho bà order và ăn ngon quá, khen bà đăng khách bill vô tới tấp. Trời em hay đi vô quán ăn mà ăn mà anh không có nhận ra em. Ủa sao cái cô này cũng biết nhiều gì tôi vậy? Ồ, dạ, em còn voucher chơi nhiều lắm. Nếu ai có nhu cầu em cho bớt nha. Ôi, sao vậy ta? Chết cha, càng ngày càng quái nhân này ở đâu ra vậy ta? Trời ơi, bà này bả đâu ra vậy? Em không có một tí trời ơi, bây giờ tôi muốn lột hột sen ra quá. Quy ơi, Quy đâu có đang nghĩ ai không? Dạ có. Theo Hin á, thì là em có suy nghĩ rồi sau đó khi mà cái giọng hát cất lên á, nó rất là gợi nhớ tuổi thơ cho em. Trong đầu em á, có cái tên đó là chị Cẩm Ly. Chị Cẩm Ly không có hát cao tới mức độ vậy. Chị Cẩm Ly hát rất là tình cảm và nhẹ nhàng thôi. Ý anh Trấn Thành nói là giọng em the thé khó nghe. The thé khó nghe. Thôi khó chịu quá hả. Ta chưa nói mà. Ý là ta nói là O hát à, có cái hay riêng. Cái hay của O là hay khó. Dạ O ơi, cho em hỏi là tại vì trong cái đoạn VT là O nói là có những cái người bạn thân giống như là cổ vũ cho O vượt qua cái thời gian khó khăn, đó là gồm có anh Quang Lê với anh Đăng Nguyên. Tức là đây là hai người bạn thân thực sự ngoài đời của O Sen hay là như thế nào ạ? Xin chia sẻ thế này nha. Dạ. Có khi là thân nè, mà cũng có khi là người thầy nè,
mà chưa bao giờ gặp mặt hết trơn. Bạn online. Nhưng mà bởi vì là mình chỉ nghe như vậy và tự nhiên người ta lại dạy cho mình, hoặc là mình nghe một câu nói đó mà mình thay đổi cả một cuộc đời của mình, hoặc là trong cái lúc mà mình buồn khổ thì mình nghe âm nhạc của họ hay được họ tâm tình qua video chẳng hạn. Không lẽ Khổng Tú Quỳnh? Bà mà hát kiểu này là tôi trị liền. Trời ơi, Khổng Tú Quỳnh mà hát kiểu này tôi cũng trị nữa. Trời ơi. Nhưng mà cái cách dùng từ của cái chị này lạ lắm. Người ơn, em chưa bao giờ nghe cái từ đó. Người ơn, vậy là gốc miền Tây. Hoặc là ngày xưa để từng hát bài nhớ ơn thầy cô. Nhớ ơn thầy cô. Uống miếng cà phê em, uống miếng cà phê. Bấm gai vô chị Thanh Ngọc này. Sau khi Châu Đăng Khoa nói là Thanh Ngọc của nhóm Bắc Ngọc thì thật sự ra xác suất đó cũng rất là cao. Anh tin em đi, em là người ngồi thức mấy đêm mixing mastering cái giọng của bả. Em ngồi em sửa từng chữ luôn. Anh biết Ngọc mà. Khoa ơi, o sen đã nóng rồi. Ngưng, 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 ngưng. O sen nóng rồi, cần phải vô đầm lầy tắm mát liền. Đi đi. Biệt đội áo đen của nhau, cha đưa o sen về đầm. Khoa ơi, đừng dội khẳng định O Sen là ai nha. Đợi O đi thêm mấy dòng nữa rồi lúc đó Khoa sẽ thấy đáp án của mình đúng hay là sai nha. Và đây sẽ là ứng cử viên cuối cùng, sở hữu một cái tên vô cùng mạnh mẽ, nhưng chất chứa trong đó là một ánh mắt buồn. Hãy chào đón Báo Mắt Biếc. Bữa nay thật thái ghê luôn á. Wow, đã thay đổi trang phục rồi à. Ờ, tuần này che kính hơn nữa. Bảo bà thay cái đậm khác thần thái quá rồi ta. Lần trước thì nhìn rất là trẻ trung, lần này thì rất là chín chắn. Em nghe được giọng cười luôn rồi đó. Ê, trẻ trung mà cười khinh tôi là sao vậy Bảo ơi? Cười sướng rất lâu rồi không được ai khen trẻ. Vậy là người này lớn tuổi. Bảo hôm nay bận dress code rất là sang trọng, mà hai ông múa của em, hai ông làm Bảo hết hồn. Trời ơi, mà vui nhất là hai thằng cha nội nó giật tới nào bà báo mà phải nhảy theo đó. Muốn xuất hiện điềm đạm mà ông không cho. Bữa nay báo đẹp quá báo ơi. Đoán coi ai nè. Báo đứng hơi lệch một bên, có khả năng đây là một nữ ca sĩ bị thoát vị đĩa đệm. Trời đất ơi, trời đất ơi. Cái gì mà trù ta bị bệnh vậy trời? Không, mình phải khoanh vùng. Khoanh vùng cái gì? Những nữ ca sĩ nào có khả năng bị thoát vị đĩa đệm? Lệch là con mắt em nó lệch một bên đó thì em thấy người ta đứng lệch. Đứng Lê nữa không? Không không, Lê tập tạ rồi cơ bắp cuồn cuộn chứ không có mạnh khảnh như vậy. Kìa à, chùa kìa, oh. Chỉ kìa. Dạ, khó nha. Nói thử cái tên coi. Tinh nghịch nữa nha. Lựa chọn tên là Báo, nhưng mà đôi mắt là mắt biếc, mắt buồn, mà chủ đề tình yêu nữa. Em cũng đang tò mò cái manh mối về tình yêu của Báo Mắt Biếc như thế nào. Xin mời theo dõi đoạn clip. Tôi Báo Mắt Biếc, cô đơn không đáng sợ. Đáng sợ nhất mèo lại chính là tự mình hoài nghi bản thân mình và không dám đưa ra lựa chọn. Việc chăm sóc con và người em đôi khi khiến tôi mất hết kiên nhẫn, và tôi lại phải nhờ đến những người bạn thân thiết để gỡ rối cho mình. Còn nhớ năm ấy khi đội tuyển bóng đá Pháp đăng quang World Cup, cũng là lần đầu tôi phải là một anh chàng, cũng từng là một cầu thủ đá bóng đến từ kênh đồ ánh sáng. Thế nhưng con đường tình yêu của tôi cũng đầy rẫy sóng gió, lúc lên lúc xuống, và thường đi đến một kết cục không mấy êm ả như bao người. Đừng ai nhắc về anh ấy, nhưng riêng tôi tin rằng đêm nay anh ấy sẽ theo dõi và ủng hộ tôi. Tôi sẽ hát thật hay ca khúc này như một món quà
gửi tặng đến người đã đi qua đời con. Wow. Một chàng trai Pháp yêu cầu thủ bóng đá Thủy Tiên. Trời ơi, chị Thủy Tiên cao hơn, gầy hơn. Nhưng mà mối tình này tan vỡ. Nếu như theo dữ liệu này thì chị Pha Lê. Chị Pha Lê là học viên Pháp, biết tiếng Pháp nha. Mà trang Pháp nữa. Nhưng mà có con rồi mà, cho phép là có con thôi. Trami Idol á. Đừng ai nhắc đến. Ôi, đừng ai nhắc về người ấy. Một cái câu khi cuối cùng. Đừng ai nhắc về anh ấy sẽ xảy ra trong những trường hợp. Ví dụ như đây là một mối tình mà để lại rất nhiều kỷ niệm buồn. Nhưng mà đó là phỏng đoán thôi. Bây giờ ca khúc đặc biệt mà ngày hôm nay Báo Mắt Biết muốn hát để gửi tặng nửa kia. Xin mời ca khúc của Báo Mắt Biết. Xưa
tràng vỗ tay thật lớn dành cho Báo Mất Phim. Quá tuyệt vời. Vâng ạ, một bài hát vô cùng cảm động. Như anh Thành đã từng nói rất là nhiều lần là mình có người hát rất là hay, có người hát rất là giỏi, thì em xin thêm một ý nữa là có những cái người, người ta hát mà khiến mình tin là mình đã từng trải qua cái câu chuyện đó luôn. Khi mà bạn Báo Mắt Biết này hát xong là em cảm giác như em vừa mới thất tình xong luôn á. Em hoàn toàn tin là em đã từng đau khổ như vậy luôn. Và nó thực sự nó chạm tới cái trái tim em. Em không biết là khán giả khi theo dõi trên truyền hình sẽ như thế nào, nhưng ở đây là anh em chúng tôi không thể nào kìm được luôn. Mà toàn là những con người đang rất hạnh phúc trong tình yêu nha. Một lần em rất rất cảm ơn chị Báo Mắt Biết đã đến với chương trình The Masked Singer Việt Nam. Cảm ơn các chị. Có thể nói là một giọng ca vô cùng thổn thức và có sức thôi miên người nghe để mình tin là mình là một nhân vật trong câu chuyện mà người hát muốn kể ra. Như tôi đã nói là có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra cùng một lúc. Với cái ánh sáng đó, với cái setup sân khấu đó, với cái bài hát hay như vậy và với một cái tiếng hát tái sinh như vậy. Tại sao tôi dùng từ tái sinh là tại vì tiếng hát này với tôi là một tiếng hát rất là cá tính, rất là đặc biệt. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại được tiếng hát này thăng hoa trở lại. Nhiều như... Thôi đừng khóc nữa Thành. Thành làm Báo khóc theo bây giờ. Làm Báo khóc theo. Không mà tại vì hôm nay... Ôi bài hay quá. Hay, dã man hay luôn. Hay, dã man. Mà không có phải là cao trào hay là gằn xé hay bất kỳ một cái gì hết. Giống như kể chuyện tâm sự hơn á, đúng không ạ? Chính xác hơn là ngay cái thời điểm này Báo đã chính thức đưa tự do vào tiếng hát của mình. Ngày xưa Báo luôn dồn nén và Báo luôn bị một cái xiềng xích nào đó khống chế bản thân cũng như cá tính của mình. Báo để cho cảm xúc Báo trôi, Báo cho phép Báo được yếu đuối. Anh biết không, tại vì Báo Tuyết á còn có mấy ngàn cá thể sắp tuyệt chủng mà, cho nên nhiều khi Báo với cộng đồng của Báo cũng hơi sợ, sợ không dám hát. Nhưng mà càng ngày càng nhận thấy có nhiều người ra cách bảo vệ quần thể Báo Tuyết, cho nên Báo tự tin hơn. Tôi không có tin bà Báo này được. Tại vì chị Báo nói là chị Báo sợ bị tuyệt chủng giống loài. Em tôi nghĩ đó, cái nỗi sợ lớn nhất của chị Báo á đó chính là bất động sản bị đóng băng. Thật sự. Thưa quý vị, vài tuần trở lại đây, câu chuyện nhiều địa phương cấm phân lô tách thửa đang là vấn đề nóng trên thị trường. Tại vì tôi biết chị Báo là ai rồi. Dù cho Báo là ai đi chăng nữa thì phải chúc mừng Báo. Đây là một cái cánh cửa mới của tâm hồn, một nấc thang mới của sự nghiệp, một cái chân trời mới về cảm xúc. Nó là những thời điểm mà người nghệ sĩ sẽ không ngờ là mình đang ở trong nó. Tại vì sẽ có những thời điểm chúng ta không còn là mình, rồi có những thời điểm chúng ta tưởng mình không phải là mình nhưng không phải. Tất cả đều là mình hết, nhưng ở phiên bản nào thôi. Và đây là một phiên bản cực kỳ chín chắn, chín mùi và rất là hoàn chỉnh của Báo Tuyết. Tôi chúc mừng Báo Mắt Biết. Một giọng hát như thế này mà không có một cái sân khấu như thế này, với âm thanh và ban nhạc như thế này thì phí quá thật sự. Tới bao lâu chúng ta mới được nghe là những loại âm nhạc hay như vậy? Thích quá, thích quá. Sung sướng khi được nghe nhạc hay á mọi người. Cảm ơn The Masked Singer đã mang tôi đến đây. Yeah. I love you so much. Wowie thì sao ạ? Em biết trước đây là Báo Mắt Biết có rơi vào danh sách đỏ gần như là tuyệt chủng rồi. Nhưng mà thời điểm gần đây thì nhờ cái sự bảo vệ và lên tiếng kêu gọi, Báo Mắt Biết đã đi ra khỏi cái danh sách đỏ rồi. Đó cũng là một điều rất là đáng mừng. Và cái tâm trạng của em lúc này là em cũng rất là mừng cho Báo Mắt Biết khi mà tìm được tình yêu của mình. À, yêu cái gì vậy? Thì là có người yêu xong rồi sinh con đẻ cái mới thoát khỏi tuyệt chủng. Báo Mắt Biết là có con thôi, còn có chồng thì không biết. Chị Báo ơi, thật không may chị. Tại vì chị là thần tượng của em. Trời ơi, ai cũng không may hết trơn. Từ đầu tới giờ ai không may hết. Tóc tiên các bạn hiểu cái người này như vậy làm cho Khoa càng khẳng định cái người này hơn. Không may cho con Hương này lắm là dạo gần đây em nghe nhạc của con Hương này rất nhiều. Rồi, xong. Không may cho O Sen này. Cuối cùng là coi như chương trình này thí sinh là không may hết, gặp em là không may hết. Dạ, gặp em là không may rồi. Một lát á,
mở ra mà sai mới không may cho em. Dạ. Không, tại vì là chị là thần tượng của em thật sự luôn, nên là em biết được cái cách chị hát như thế nào, em biết được chị nhấn nhá làm sao, em biết được chị lên cái chữ đó nó như thế nào luôn. Chị không giấu được em đâu. Chị báo mắt biết rất là thật thà và đáng yêu nên em không có nỡ bóc lộ chân tướng chị ở đây bây giờ. Ờ, chưa chắc đâu nha em. À, vậy hả? Không biết ai lộ. Dạ. Ở đây ai lộ nhất? Chị báo mắt biết cho em hỏi là lý do vì sao mà hôm nay mình có thêm cái sơ rê, cái đầm màu đen ở ngoài rồi cái dây màu vàng là sao vậy? Báo đơn giản lắm, ai đưa cái gì mặc cái đó, không có đòi hỏi gì hết. Chắc là với cái bài tình cảm như vậy mà để hai chân lộ ra thì nó không có đúng cái mood cho lắm. Đúng rồi, hai chân cơ bắp quá. Chị báo trong cái vòng này nè nha, làm liên tưởng đến một ca sĩ hát hay kinh khủng luôn, đó là chị Nguyên Thảo. Em thấy là cái cách chị nắng nó khi mà chị phát âm ra á thì làm mình liên tưởng đến khá là nhiều ca sĩ nha. Em có nốt lại đó chính là chị Nguyễn Ngọc Anh nè, Phương Linh này, còn một người nữa, Phương Vi. Em biết một người này có mối liên hệ rất là vững chắc, đó là công chúa Elsa hát bài Let It Go ở trên núi tuyết. Hả? Chúng ta đêm với Tiên giải thích giùm. Báo ơi, báo đừng có lo tuyệt chủng. Cái thứ mà sắp lo tuyệt chủng lại nằm bên này nè. Trời ơi, bây giờ thưa quý vị, để chúng ta phá vỡ không khí đóng băng vừa rồi, xin mời biệt đội áo đen cun ngầu VIP cung cấp cho chúng tôi bức tâm thư. Ra tôi miếng giấy nữa. U cha, đây là bức tâm thư dài nhất em từng được đọc. Em đọc mà không dài là sự nghiệp em ngắn lại đó. Em cam đoan. Tâm thư gửi chị báo mắt biết. Chị báo mắt biết ơi, chấm than. Thật sự buồn khi hội đồng cố vấn đều đoán sai tên chị. Đúng là chỉ có những người fan chân chính mới nhận ra idol của mình. Hết tâm thư, hết tâm thư. Trời ơi, vừa rồi em không hiểu là trong cái tâm thư này của fan sẽ có cung cấp manh mối gì ngoài việc là phủ nhận tất cả những sự nhận xét. Bà báo bà hoang mang luôn. Thật sự là Hoa Quy biết báo là ai rồi. Báo mắt biết ơi, em hy vọng là báo không quạo. Thật sự bởi vì đôi khi chúng em không có kiểm soát được hội đồng cố vấn họ đang nghĩ gì. Báo cũng vậy, báo thông cảm. Báo chỉ nên hát thôi chứ báo cũng hay lỡ lời. Bởi vì báo sợ nói chuyện lắm. Em hỏi được không chị? Ghê. Báo hỏi gì nè, hỏi đi. Sự nghiệp không có sẵn lòng lắm. Thì em muốn hỏi về tình hình kinh doanh bất động sản dạo này của chị như thế nào thôi. Không có tí sản nào, có bất động không à. Quá dạ? Cái này trả lời thiệt nha, bởi vì trả lời nhanh lắm, không suy nghĩ luôn á. Không nói chứ báo đi hát là sống ổn lắm rồi mọi người. Thiệt á, mọi người cứ hỏi ở đâu đâu. Báo nhắc nhở với lại gọi là ban cố vấn là đi vô trọng tâm vấn đề là giọng ca và cảm xúc của báo. Bớt bất động đóng băng lại. Cái lỗi của chị là chép hay quá. Nó hay ở một cái đẳng cấp mà gần như là không thể so sánh được. Nhưng trong cái cách hát của chị mọi người để ý đi. Chữ níu là tố cáo chị rồi, chị báo à. Bây giờ báo nghe lợi nha. Cho hỏi đâu dài là của báo hay của chương trình? Cái này của bên chương trình tặng đó. Vừa chân quá ha. Mang thoải mái không báo? Hơi thấp. Cưng quá thì cưng luôn á. Báo ơi, báo phải đi tham gia game show nhiều hơn để người ta thấy cái sự duyên dáng này của báo. Tại cái sự duyên dáng của báo chỉ trên Facebook không à. Với lại có mấy bạn quen mới dám giỡn, thấy người lạ không dám giỡn. Đúng rồi, được tính của báo là vậy đó. Ủa, vậy là có dữ liệu rồi. Trời ơi, dễ dậu gì giấu tụi tôi. Thôi đi, bây giờ nói thử coi. Tôi mà nói thiên hạ họ biết báo là tối nay báo mang đôi giày đó về đi diễn luôn đó. Tối nay báo ra chuồng gà luôn á. Coi chừng bị báo lừa. Dạ, kính thưa quý báo, tôi chỉ tin vô cái lỗ tai tôi thôi. Giờ cái hình của báo có liên quan tới nước Pháp, cầu thủ và có con. Và sau đó là báo chia tay với bạn trai gọi là cách xa đó. Và trong cái dáng người của báo cũng là một cái hình cho em luôn. Em biết một người dáng người như vậy, cách xa người yêu
có con liên quan tới nước Pháp. Và sau đó cái bài mà báo mới hát cũng là một cái hình luôn. Trong đó báo có hát câu như vậy nè: cuối thu là ngày khiến em rối bời. Thu cuối, cuối thu. Có khi nào anh em giống nhau, nghỉ giống nhau hằng bình bon không? Có khả năng lắm á anh. Trùng với Khoa. Có khả năng. Không không không, trùng với em. Nhưng mà em thấy nó có khả năng cao nha. Và Quy có kết bạn trên Facebook với Hằng Bình Bon. Hằng Bình Bon tuyên bố trong năm nay sẽ quay trở lại với âm nhạc cách nghiêm túc. Vậy là trước giờ chưa nghiêm túc. Đủ dữ liệu. Hên quá. Báo ơi, nóng hả báo? Ở đây không quen. Hãy đưa Quy báo vào đọc đó. Quy báo xin mời vào trong cùng với biệt đội áo đen. Xin mời. Báo mắt biết. Báo mắt biết. Báo mắt biết. Diễn thì cũng diễn xong rồi. Giờ báo đi về shopping để chuẩn bị đồ diễn cho đêm tiếp theo đây. Các bạn nhớ ủng hộ báo thật nhiều nha. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Chào mừng quý vị quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và đây là giây phút vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ sắp tìm ra được ai là người phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta muốn lắng nghe một số cảm xúc của hội đồng cố vấn về 4 tiết mục hoành tráng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời cố vấn khách mời cho Nam Khoa. Hôm nay Khoa rất là vinh dự được ngồi đây, được nghe các anh chị hát. Và có cảm giác giống như khi mà con người ta ở trong một cái thế giới riêng của mình thì con người ta hát hay hơn thì phải. Không biết là có một cái chất kích thích gì đó mà làm cho họ dường như thăng hoa hơn rất là nhiều so với bình thường. Tôi bảo đảm đây là những nghệ sĩ, họ là những vocalist giỏi, cho nên họ thèm được hát trên một cái sân khấu đầu tư, có khán giả yêu nhạc và có một băng nhạc xuất sắc như vậy. Đây là một cái chương trình mà nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra cùng một lúc. Cho nên á, khi mà tất cả mọi thứ nó gặp nhau tại một giao điểm, ngay cái khoảnh khắc đó, sân khấu được thánh hóa lên, họ cảm thấy thiêng liêng trong giây phút đó. Họ sẽ mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc mà có thể sẽ lâu lắm nữa họ mới có thể gặp lại. Chúng ta đang ngồi ở đây là những người vô cùng may mắn để có được những cái cảm xúc thăng hoa của nghệ thuật này. Với tư cách là một người ca sĩ đi, thì em cũng rất là đồng ý với cái điều mà anh Thành vừa chia sẻ, đó là thèm khát có một cái sân khấu mà nơi đó một người ca sĩ thực sự được thăng hoa bằng giọng hát của mình, bằng âm nhạc của mình. Thế là kiểu gì sau chương trình này The Masked Singer cũng phải làm một cái live concert chắc tập chắc. Hợp những con người này lại. Không thể thiếu cái đêm đó được. Anh hùng hào kiệt là phải có rồi. Không phải lúc nào cũng có một cái cơ hội để được lắng nghe những cái giọng ca này trên cùng một cái sân khấu. Chúng tôi lén lén tổ chức nhẹ ở sân Mỹ Đình được không ạ? Cho nó đủ khán giả đông coi. Lén lén coi cho nó phê. Cậu Huy thì sao ạ? Em ước gì mà có một cái nguyên vật liệu có thể tạo được hình như thế này mà làm cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ đang ở đằng sau cái lớp mặt nạ này có thể cảm thấy nhẹ hơn, có thể cảm thấy mát hơn. Cái mà em đang tận hưởng ở cái thời khắc này nè, nó quá tuyệt vời và nó làm cho em muốn thêm nữa. Cảm ơn Huy. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã trải qua 4 tiết mục, 4 sự bùng nổ khác nhau. Hãy cùng với chúng tôi vinh danh một lần nữa 4 chiến binh cho buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên, Hu Thần. Báo mắt biết. Ocean. Và Buffalo. Và chúng tôi xin thông báo đó chính là ngân hàng quốc tế VIP hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIP Travel Elite, thẻ tín dụng với phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất chỉ 1.75%. Ngay bây giờ là thời khắc mà sẽ làm khó hội đồng cố vấn. Chúng ta sẽ tổng kết lượt bình chọn của hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay. Ai cao nhất và ai sẽ là người phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Lượt bình chọn đầu tiên, xin mời hội đồng cố vấn. Năm, bốn, ba, hai, một, và hết thời gian. Xin cảm ơn hội đồng cố vấn ạ.
Và bây giờ xin mời 99 khán giả tại trường quay hãy cầm điện thoại lên và thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Ba, hai, một và hết thời gian. Xin cảm ơn 99 khán giả tại trường quay. Và bây giờ chúng tôi sẽ chia làm hai bảng. Một bảng chắc chắn, an toàn và bảng còn lại đang được đặt trong vòng nghi vấn. Huy gọi tên nhân vật nào? Vui lòng di chuyển ạ. Đầu tiên, xin mời Báo Mắt Biết hãy đổi chỗ cho O Sen. Hai người bạn thân, ừ, thân đi. Hey, thân ai lấy lo nè. Trời ơi, chúng tôi cũng cảm thấy là không ổn lắm. Xin mời Buffalo sẽ đổi chỗ cho O Sen. Bỏ đi nữa. Trời ơi, tội O Sen quá, đi đứng đã khó rồi mà. Nhớ mấy tập đầu không? Là phải bưng bê ra luôn đó. Ủa? Chỗ hai nữ hay nam hả? Hội đồng cố vấn, chọn bên nào ạ? Ôi sao khó vậy? Thôi đừng bắt em phải chọn được không? Nhưng đây vẫn chưa ổn lắm. MC kiếm chuyện thiệt á chứ. Bây giờ xin mời Như Hưu Thần nhìn em hơi quạo rồi. Xin mời bạn đổi vị trí cho O Sen. Bà Sen nữa. Trời ơi, đổi thương bà Sen quá luôn. Sao lại bà Sen dữ vậy? Ai biểu bà Sen làm cho mình bị hoang mang nhiều quá chi. Xin mời mọi người hãy nắm tay nhau. Đội hình này chốt chưa? Khán giả đã chốt rồi, nhưng chúng tôi chưa. Hả? Sen phải tiền định à. Xin mời đổi vị trí. Anh Huy còn màu hơn em nữa anh Huy ơi. Ủa? Ủa là Y Chang à, chị đổi bên đó mà. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu đổi vị trí như thế này để chúng ta thấy được sự đoàn kết của những nhân vật, tình yêu thương của họ dành cho nhau, những cái nắm tay, những cái ôm bịn rịn. Nhưng chúng tôi sẽ không có hai bạn bởi vì có 1% bình chọn cao ngất ngưỡng. Cao ngất ngưỡng. 44.66%. Một sự cách biệt rất lớn. Tấm vé an toàn đầu tiên xin được chúc mừng. Báo Mắt Biết. Wow. Hợp quá đi. Và người đang ở vị trí thứ hai với 24.27%, đó chính là Hưu Thần. Yes. Chúng ta vẫn còn hai cái tên cuối cùng. Xin mời O Sen và Buffalo hãy tiến sát lại gần nhau. Tấm vé an toàn cuối cùng với lượt phần trăm cao hơn 16.5% so với 14.56%. Xin được chúc mừng. O Sen. O Sen. Woo-hoo-hoo-hoo.
Hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay đang muốn Buffalo phải lộ diện. Và chúng tôi xin chúc mừng ba chiến binh đã đi tiếp vào vòng sau, đó chính là Hưu Thần, O Sen và Báo Mắt Biết. Xin được chúc mừng ạ. Và quý vị, đây là giây phút mà chúng tôi sẽ phải cởi bỏ mặt nạ ra. Nhân vật đằng sau lớp mặt nạ ấy sẽ lộ diện. Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ lộ diện một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là ấn tượng đầu tiên của hội đồng cố vấn đối với Buffalo. Và chúng tôi đã liên kết với ngân hàng quốc tế VIB, những đầu số thế thẻ, để bảo mật những bức phong thư này. Và xin mời biệt đội áo đen cuôn ngầu hãy kết nối chúng tôi với ngân hàng và mang những bức thư ra đây. Xin mời. Wow. Đầu tiên tôi sẽ công bố ấn tượng đầu tiên của Tóc Tiên trước. Tóc Tiên, ấn tượng đầu tiên của bạn về Buffalo đó chính là Mai Tiến Dũng. Tiếp theo sẽ là bức tâm thư của Worry. Cuộc sống ai cũng có sai lầm anh Huy à. Vẽ hình rồng phượng bướm vào đây, hàng chi đáp án y chang. Bạn viết anh Hồ Quang Hiếu. Anh Trấn Thành. Trời, anh chơi kèo chắc quá. Anh ghi là Mr. Siro, mở ngoặc ở dưới, Vương Anh Tú đóng ngoặc. Là sao? Là sao? Hai option. Ủa? Là hai option nhưng mà tính cái đầu tiên. Tính cái đầu tiên. Nếu thật sự là Tú là em cũng bất ngờ lắm á. Bây giờ giây phút lộ diện, xin mời biệt đội áo đen cuôn ngầu ra hỗ trợ chúng tôi. Nào khán giả, hãy nhớ khẩu lệnh của chúng ta, đó chính là mở ra. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng có nói với em rất là ngưỡng mộ cái sự quyết tâm và kiên trì của bạn. Bạn ấy đã chạy bộ rất là nhiều trong nhiều cuộc đua. Mở ra. Trong cái trường phái hát hơi như thế này, ở Việt Nam không có nhiều người. Một nhạc sĩ, ca sĩ trẻ. Anh có vẻ hơi giấu giếm cái sự xử lý bài của anh. Em của anh Mr. Siro, Vương Anh Tú. Nếu mà là Tú thiệt á, là Tú đang đi lên một nấc nữa. Là anh đã từng sáng tác một bài gần đây cho chị Harry Won hát đúng không anh? Tăng Phúc. Mr. Siro. Mở ra và đó là... Như vậy thì với lần lộ diện này thì chúng ta xin thông báo là hội đồng cố vấn không ai được điểm cả vì đã đoán sai toàn bộ. Tú, tại sao bạn chọn The Masked Singer Việt Nam là nơi xuất hiện? Thực sự là Tú chọn The Masked Singer để tham gia là bởi vì trong cái con đường làm nghệ thuật của Tú thì Tú viết nhạc là nhiều. Khi mà Tú đứng hát á, thì sẽ có rất là nhiều những cái áp đặt về suy nghĩ mọi người dành cho mình là một người nhạc sĩ. Thì hiện tại bây giờ thì Tú đang trở lại con đường ca hát. Khi mà đứng phía sau cái mặt nạ đó, cảm giác là mình rất là thoải mái bởi vì mọi người không biết mình là ai hết. Mình đứng mình hát thỏa lòng mình như vậy và mọi người cũng ủng hộ như vậy, mình cảm giác rất là hạnh phúc.
Cảm ơn Tú một lần nữa bởi vì đã cùng chúng tôi trải qua rất nhiều đêm thi. Thay mặt cho The Masked Singer Việt Nam, cảm ơn bạn rất là nhiều về sự hiện diện này. Và chúng ta truy lại những cái dấu vết Tú chia sẻ thì có những đoạn clip ví dụ như là 30kg. Những sản phẩm của tôi luôn on top. Và nhân hành phân tích là Mr. Siro thì phía dưới đá bào là em. Trời ơi, đá bào 1999. Anh đoán được là thật ra là giọng Tú cũng khá là đặc trưng á. Cái thứ hai là thất tình. Em có thấy là Tú nó dành cả cuộc đời nó viết nhạc buồn không? Hôm nay cũng bất ngờ là biết là bốn mối tình mà Tú chia sẻ những câu chuyện là nó là xảy ra thật. Tú là người sống rất là nội tâm cho nên bài nào của Tú cũng buồn hết trơn á. Cảm ơn Nhân Thành ạ. Anh em mình cũng đã có làm việc chung với nhau thì anh cũng nghe em hát vài lần thôi. Nhưng mà cái giọng em đặc trưng đến mức anh phải nhớ. Em nhớ không, cái lần em gửi anh nghe cái demo anh nói là Tú ơi hát thoáng hơn xíu này nọ. Hôm nay anh ngồi anh nghe nó, wow, làm sao mà live có thể tốt được đến như vậy. Thật sự là chúc mừng em bởi vì em hát trên sân khấu live rất là hay, rất là truyền cảm. Và anh nghĩ là người ta yêu thương em lần này là yêu thương thật. Là bởi vì họ có biết đâu là hay đâu. Đây là yêu thương từ giọng hát của em, chúc mừng em. Mà nhắc về con trâu mới nhớ tại sao bạn lại chọn hình tượng là một gã trâu si tình. Con trâu thì thường là hay cày cuốc, rất là siêng năng. Cái cuộc sống, cái sự thăng tiến trong cái công việc của Tú thật sự là nó chậm, nó rất là chậm. 1989 thì đã tính giờ là đã khá khá tuổi rồi. Thật sự là mọi người cũng mới biết thành công nhất trong con đường nhạc sĩ là chỉ tầm 3-4 năm trở lại thôi. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes. Your fragile mind. Hôm trước là Tiên là người nhận được cái kỷ vật đầu tiên của Tú á, thì Tiên vẫn còn ghim tới giờ. Đúng thiệt là đây là lần đầu tiên Tiên gặp Vương Anh Tú ngoài đời. Dù biết về danh tiếng của bạn cũng nhiều rồi và cũng là lần đầu tiên nghe bạn hát luôn. Tiên nghĩ rằng là sau cái chương trình The Masked Singer này chắc chắn khán giả sẽ nhìn Vương Anh Tú dưới một cái con mắt rất là khác. Cái lượng fan của Vương Anh Tú chắc chắn nó sẽ gia tăng hơn nhiều. Ngoại hình rất là sáng sủa đúng không anh? Và chất giọng cũng như là lại có cả khả năng sáng tác nữa. Thì bạn có đầy đủ những cái tố chất để mà có thể đi xa hơn nữa trong tương lai. Cho nên là Tiên mong là Tú hãy thật tự tin hơn nữa nha. Cảm ơn Tiên rất là nhiều. Có thể là cái thời điểm thành công của Tú nó đang tới. Cho nên là giữ tiếp những cái hy vọng đó, giữ tiếp cái sự cố gắng đó. Và Hoa Quy chúc cho Tú sau đêm hôm nay cái sự thành công của Tú nó càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn Hoa Quy. Ngày hôm nay thì Khoa cảm thấy thực sự rất là xấu hổ khi mà bạn mình đứng trên đó nhưng mà mình không nhận ra người bạn mà có thể nói là hầu như đêm nào tâm sự á. Sao giao này đàn ông hay gặp nhau tâm sự rồi yêu thương quá. Tôi sợ thật á. Nãy cãi lắm em nói này là Vương Anh Tú. Không phải. Không, hồi nãy đáp án Khoa là gì? Châu Gia Kiệt. Châu Gia Kiệt. Khoa nghĩ là Tú làm được những cái mà không phải ai cũng làm được. Đầu tiên đó là cái việc giảm cân. Nói thiệt với Tú, Khoa muốn giảm 5kg mà giảm 2 năm rồi chưa được. Tú giảm 30kg, Tú làm được cái điều đó là rất là khó. Mà bên cạnh đó là Tú có rất là nhiều hit nữa. Và cái lời hứa đi nhậu của chúng ta sẽ tiếp tục dứt. Yeah, ok. Và bây giờ thì một cái khúc mà gửi đến như là một lời chào tạm biệt đến tất cả khán giả của The Masked Singer Việt Nam. Thật sự là bây giờ cảm thấy vẫn rất là hạnh phúc khi mà được đứng trên một cái sân khấu hoành tráng và đầu tư như thế này. Và cũng có cảm giác thú vị nữa bởi vì nhiều khi bạn mình ngồi trên kia còn không nhận ra mình, cảm giác cũng thú vị nữa. Và một bài hát mà Tú sẽ gửi tặng cho khán giả cũng như là chương trình The Masked Singer, đó là một bài hát rất là quen thuộc, bài hát debut của Tú, mang sáng tác với lại giọng hát của Tú đến gần với mọi người nhất. Đó là bài hát Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi. Xin mời Vương Tú ạ. Sao môi anh run
và nước mắt vẫn tuôn, mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về, cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chờ, đừng tệ thêm đi. Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày, xem ra anh chẳng còn là gì của em. Mắt anh nhắm lại không thể thêm nhẫn nại, mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều, một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa? Một lần nữa cảm ơn Vương Tú rất là nhiều vì đã mang đến cho The Masked Singer Việt Nam nhiều màu sắc, nhiều bản tình ca da diết, cũng là những bài hát hoàn toàn mới. Đó là những điều mà chúng tôi rất là biết ơn bạn khi mà đến với The Masked Singer Việt Nam. Khi đến với chúng tôi thì 15 nghệ sĩ sẽ không còn khoảng cách nữa, giữa họ chỉ có âm nhạc và sự thăng hoa. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam được thực hiện bởi Vion và V-Channel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, V Channel và V Giải Trí. Hãy tải ngay siêu ứng dụng Vion để được xem trọn bộ The Masked Singer. Vion không thể rời mắt. Quý vị có thể view theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa từng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi bùng cùng nhạc chất. Chúng ta vẫn còn nhiều điều thú vị sẽ chờ chúng ta vào tuần sau.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Hép lại tập 8 là màn lộ diện vô cùng ý nghĩa với nam ca nhạc sĩ Vương Anh Tú khi đã ngụy trang thành công trong hình hài của Buffalo. Tập tiếp theo sẽ là sự trỗi dậy của bảng C, bảng tử thần. Họ sẽ một lần nữa khuấy đảo sân khấu và khiến khán phòng kinh ngạc lẫn tự hào. Giọng gì vậy? Giọng gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Cái gì vậy? Cái giống giọng cô Mỹ Tâm vậy? Oh my god! Đúng không ta? Trời ơi! Cái gì vậy? À! Quái kiệt nào mà mình chưa hề biết trong showbiz vậy ta? Em thấy tự hào khi được ngồi show này quá. Ôi, nó hay điên loạn. Tôi lại tiếp tục dùng lại cái câu của tôi. Việt Nam có mấy người như thế? Yeah. Trời ơi! Bây giờ làm ơn cho tôi biết một cái tên với cái nhân dạng này đi cưng. Em thấy dáng người cũng khá là lớn. Em ơi đừng có nói vậy, lỡ ta phụ nữ trọng thiệt, nhiều khi người ta sinh con đẻ cái em ơi. Anh Trần Thành ơi, đoán phần láng đi. Xong rồi, để vòng sau lại tự vả vào mặt. Ôi khá khen cho con chim. Này hỡi con chim kia, thế tưởng là bên này không sợ ư? Ai, ta chỉ sợ một chút thôi. Và tất nhiên sẽ có một người phải lộ diện. Đón xem tập tiếp theo của The Masked Singer Việt Nam sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên siêu ứng dụng giải trí Vion và kênh truyền hình HTV2 V Channel. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.